Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 15, ôn tập và kể chuyện. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 42. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học là phần số 1, đọc. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé các em. Cô có bảng ghép âm sau. Các âm ở cột dọc là các âm đầu, còn các âm ở hàng ngang là các âm cuối. Các âm đầu đó là âm ca, âm hờ, âm lờ, âm chờ, âm khờ. Các âm cuối đó là âm e, âm ê, âm y, âm u, âm ư. Bây giờ chúng ta sẽ lấy âm đầu ghép với âm cuối, chúng ta sẽ tạo thành các tiếng mới. Cô ví dụ, âm ca cô ghép với âm e, cô được tiếng ke. Các em hãy đọc theo cô nào. Ca, e, ke, ke. Tiếp theo, âm ca cô ghép với âm e, cô được tiếng kê. Ca, ê, kê, kê. Tiếp theo, âm ca ghép với âm y, cô được tiếng ki. Ca, y, ki, ki. Các em à, theo quy tắc chính tả thì âm đầu ca sẽ không ghép với âm u và âm ư. Do đó, ở hai ô này được thể hiện bằng dấu gạch chéo, có nghĩa là âm ca sẽ không ghép với âm u và âm ư. Tiếp theo, âm hờ ghép với âm e, cô được tiếng he. Hờ, e, he, he. Âm hờ ghép với âm e, cô được tiếng hê. Hờ, e, hê, hê. Âm hờ ghép với âm y, cô được tiếng hi. Hờ, y, hi, hi. Âm hờ ghép với âm u, cô được tiếng hu. Hờ, u, hu, hu. Âm hờ ghép với âm ư, cô được tiếng hư. Hờ, ư, hư, hư. Tiếp theo, âm l ghép với âm e, cô được tiếng le. L, e, le, le. Âm l ghép với âm e, cô được tiếng lê. L, e, lê, lê. Âm l ghép với âm y, cô được tiếng ly. L, y, ly, ly. Âm l ghép với âm u, cô được tiếng lu. L, u, lu, lu. Âm l ghép với âm ư, cô được tiếng lư. L, ư, lư, lư. Tiếp theo, âm chờ ghép với âm e, cô được tiếng che. Chờ, e, che, che. Âm chờ ghép với âm e, cô được tiếng chê. Chờ, e, chê, chê. Âm chờ ghép với âm y, cô được tiếng chi. Chờ, y, chi, chi. Âm chờ ghép với âm u, cô được tiếng chu. Chờ, u, chu, chu. Âm chờ ghép với âm ư, cô được tiếng chư. Chờ, ư, chư, chư. Tiếp theo, âm khờ ghép với âm e, cô được tiếng khe. Khờ, e, khe, khe. Âm khờ ghép với âm e, cô được tiếng khê. Khờ, e, khê, khê. âm khờ ghép với âm y, cô được tiếng khi. Khờ, y, khi. Âm khờ ghép với âm u, cô được tiếng khu. Khờ, u, khu. Âm khờ ghép với âm ư, cô được tiếng khư. Khờ, ư, khư. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc trơn lại các tiếng mà chúng ta vừa ghép được nhé. Ke, kê, ki, he, hê, hi, hu, hư, le, lê, ly, lu, lư, che, chê, chi, chu, chư, khe, khê, khi, khu, khư. Vừa rồi chúng ta đã luyện đọc tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc từ nhé các em. Cô có một số từ sau. Các em hãy cùng cô luyện đọc các từ này nhé. Chờ u chu sắc chú. Hờ ê hê huyền hề. Chú hề. Lờ a la sắc lá. Khờ ô khô. Lá khô. Bờ ơ bơ huyền bờ. Hờ ô hô huyền hồ. Bờ hồ. Chờ ơ chơ nặng chợ. Cờ a ca sắc cá. Chợ cá. Chờ e che. Ô. Che ô. Cờ a ca sắc cá. Giờ ư dư ngã dữ. Cá dữ. Lờ a la sắc lá. Hờ e he nặng hẹ. Lá hẹ. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc trơn lại các từ này nhé. Chú hề. Lá khô. Bờ hồ. Chợ cá. Che ô. Cá dữ. Lá hẹ. Chúng ta lặp lại một lần nữa nhé. Chú hề. Lá khô. Bờ hồ. Chợ cá. Che ô. Cá dữ. Lá hẹ. Vừa rồi chúng ta đã luyện đọc từ. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé các em. Cô có các câu sau. Câu thứ nhất, các em hãy đọc theo câu nào. Chờ y chi nặng chị. Chờ o cho. Bờ e be sắc bé. Cờ a ca sắc cá. Cờ ơ cơ huyền cờ. Chị cho. Bé, cá, cờ. Chúng ta lặp lại nào. Chị, cho, bé, cá, cờ. Câu tiếp theo. Giờ y di huyền gì. Khờ a kha. Chờ o cho. Hờ a ha huyền hà. Đờ y đi. Chờ ơ chơ nặng chợ. Di, kha, cho, hà, đi, chợ. Các em hãy lặp lại theo câu nào. Di, kha, cho, hà, đi, chợ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại hai câu này. Chúng ta sẽ đọc nhanh hơn một chút nhé các em. Câu thứ nhất. Chị cho bé cá cờ. Câu thứ hai. Dì Kha cho Hà đi chợ. Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Chị cho bé cá cờ. Dì Kha cho Hà đi chợ. Như vậy chúng ta đã luyện đọc xong rồi đấy các em à. Phần tiếp theo của bài học là phần số 2, viết. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết nhé. Các em hãy lấy bảng con và phấn ra để chúng ta luyện viết. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện viết từ cá kho khế. Các em hãy đọc theo cô nào. Cờ a ca sắc cá, khờ o kho, khờ e khê sắc khế, cá kho khế. Rồi, bây giờ các em hãy xem video hướng dẫn cách viết từ cá kho khế. Rồi, bây giờ các em hãy viết từ cá kho khế vào trong bảng con cho cô nhé. Để có thời gian viết, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Khi nào các em viết xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã viết xong chưa? À, rất tốt. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bài học nhé. Phần tiếp theo là phần số 3, kể chuyện. Trong phần này, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện có tựa đề là Con quạ thông minh. Đây là các bức tranh có trong câu chuyện Con quạ thông minh. Tranh 1, tranh 2, tranh 3, tranh 4. Để biết nội dung của câu chuyện như thế nào, các em hãy lắng nghe cô kể chuyện nhé. Con quạ thông minh. Một con quạ đang khát nước, nó bay mãi nhưng chẳng kiếm được giọt nào. Mệt quá, nó đậu xuống một cành cây để nghỉ. Nó nhìn thấy một cái bình ở dưới gốc cây. Quạ sa xuống, ngó vào bình và thấy trong bình có nước. Nó thò mỏ vào, nhưng nước trong bình ít quá, mỏ nó không thể tới được. Nhìn xung quanh, quạ thấy những viên sỏi nhỏ. Nó thử lấy mỏ, gấp một viên sỏi thả vào bình và thấy nước trong bình dâng lên một chút. Nó tiếp tục gấp những viên sỏi khác thả vào bình. Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Quả uống thỏa thích rồi bay lên cây nghỉ ngơi. Các em vừa được nghe cô kể câu chuyện Con quạ thông minh. Bây giờ các em hãy quan sát cho cô 4 bức tranh có trong câu chuyện và trả lời cho cô các câu hỏi ở dưới tranh. Tranh số 1. Quạ nhìn thấy gì dưới gốc cây? À, đúng rồi, câu trả lời là quạ nhìn thấy một cái bình nước ở dưới gốc cây. Tranh số 2. Quạ có uống được nước trong bình không? Vì sao? À, đúng rồi, quạ không thể uống nước trong bình được, bởi vì nước trong bình ít quá, mỏ nó không thể tới được. Tranh số 3. Quạ đã nghĩ ra điều gì? À, đúng rồi. Quạ nghĩ rằng khi cho sỏi vào thì nước trong bình sẽ dâng lên. Tranh số 4. Cuối cùng, quạ có uống được nước trong bình không? Vì sao? Đúng rồi, cuối cùng quạ đã uống được nước ở trong bình, bởi vì quạ đã gấp rất nhiều viên sỏi thả vào bình, làm cho nước trong bình dâng lên và quạ uống nước thỏa thích. Qua câu chuyện này, các em có thể cho cô biết các em thấy chú quạ trong câu chuyện này như thế nào? À, chú quạ trong câu chuyện này rất thông minh đúng không nào? Chú quạ đã biết gấp sỏi bỏ vào bình để nước trong bình dâng lên. Nhờ đó mà chú quạ đã uống được nước đấy các em à. Qua câu chuyện này, cô yêu cầu các em hãy tập kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Sau khi kể chuyện theo tranh rồi thì các em sẽ tập kể lại toàn bộ câu chuyện nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Nếu thấy video này bổ ích, các bậc phụ huynh hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!